Nắng nóng to đã có 3M lo. Đó là một câu slogan đến từ thương hiệu phim cách nhiệt 3M. Và ngày hôm nay thì hãy cùng Thoại Nguyễn đi khám phá xem dòng phim này mang lại những cái lợi ích gì sau khi mà chúng ta trang bị nó trên chiếc xe của mình nhé. Và bên cạnh Thoại Nguyễn ngày hôm nay là một chiếc Range Rover, một chiếc xe có thể nói là rất là sang trọng và đẳng cấp. Và chiếc xe này cũng đã được dán một bộ phim cách nhiệt thương hiệu 3M rồi. Dòng phim này có tên là 3M Crystalline. Không để mọi người chờ lâu thì chúng ta hãy cùng đi khám phá từng lợi ích sau khi dán cái dòng phim này trên xe nhé. Đầu tiên là một cái tính thẩm mỹ và cũng như là cái tính riêng tư đối với những người ngồi bên trong xe. Khi mà chiếc xe mà chưa có dán phim cách nhiệt á thì nó sẽ có thể gọi là nó hơi trong suốt quá. Vì thế nên sau khi mà chúng ta dán phim cách nhiệt lên á thì mọi người có thể thấy là rất là khó để nhìn vào bên trong xe. Và tùy vào từng cái kính á thì chúng ta sẽ có những cái mã màu phim khác nhau tùy thuộc vào những cái lựa chọn của khách hàng. Và mặc dù nó sẽ tối nhưng vẫn đảm bảo cho chúng ta là khi mà chúng ta ngồi vào bên trong xe, kể cả là ban ngày hay là ban đêm, thì vẫn sẽ quan sát được phía bên ngoài của xe, cụ thể là đằng trước và hai cái gương hậu của xe. Và đó là cái công dụng đầu tiên mà Thoại Nguyễn muốn giới thiệu. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với công dụng thứ hai của chiếc xe. Một cái công dụng tiếp theo mà Thoại Nguyễn muốn giới thiệu cho mọi người, nó là công dụng chính của dòng phim cách nhiệt, đó là chống nóng và cách nhiệt. Mọi người có thể hình dung là sau khi mà chúng ta dán một cái tấm phim cách nhiệt ở trên xe á, thì dường như cái việc mà chúng ta mỗi ngày phải lái xe hoặc là chúng ta lái xe trên một cái cung đường dài á, thì chúng ta sẽ không còn cái cảm giác gọi là khó chịu ở trên cái làn da chúng ta nữa, không còn cảm giác rát da. Và ngoài ra thì cái phần mà nội thất bên trong xe á, nó cũng sẽ tránh bị hư hại rất là tốt luôn. Tại vì trên dòng phim cách nhiệt của thương hiệu 3M á thì cũng có khả năng là loại bỏ những cái tia độc hại như là tia UV nè. Trong tia UV thì sẽ có là UVA hoặc là UVB, thì dòng phim của 3M nó loại bỏ được những cái tia đó luôn. Vì là nó chống nóng, cách nhiệt rất là hiệu quả, cho nên chúng ta có thể hình dung là việc này nó dẫn đến là giúp cho chiếc xe nó tiết kiệm nhiên liệu và tránh tiêu hao nhiên liệu rất là tốt luôn. Mặc dù cái con số đó thì cũng không có quá nhiều, nhưng mà một phần nào đó nó cũng đã giúp ích cho chúng ta rất là tốt, đúng không ạ? Khả năng bảo vệ người ngồi bên trong xe. Tại sao Thoại Nguyễn lại nói là bảo vệ người ngồi bên trong xe? Thì Thoại Nguyễn sẽ giải thích câu nói đó. Mọi người biết á là việc mà chúng ta lưu thông trên đường không thể nào biết được là những cái trường hợp nào nó sẽ xảy ra, đúng không ạ? Vì thế nên là nếu như có lỡ mà cái tấm kính này nó bị bể thì sẽ có một cái tấm phim này nó giữ lại mọi người. Nó sẽ không bị cái tình trạng là những cái vụn của tấm kính nó văng vào người ngồi bên trong xe. Và vị chủ xe này thì cũng đã rất an toàn. Vì thế nên anh ấy cũng chọn là dán một cái tấm phim cường lực ở bên ngoài của tấm kính xe. Đối với dòng phim cường lực á thì chúng ta sẽ không dán từ bên trong như là phim cách nhiệt, mà là chúng ta sẽ dán trực tiếp vào bên ngoài. Còn phim cách nhiệt á thì chúng ta phải dán vào bên trong nhé mọi người. Và đó là những cái công dụng chính mà phim cách nhiệt mang lại nói chung, cũng như là phim cách nhiệt thương hiệu 3M nói riêng. Và ngoài ra thì hiện tại thì Nova 4x4 đang có cái chương trình khuyến mãi là nếu như khách hàng dán chọn gói một bộ phim cách nhiệt thì sẽ được quay trúng thưởng với cái phần quà là cao nhất là sẽ 2 triệu đồng. Mọi người tính sơ sơ thì ví dụ chúng ta dán một cái gói là 9 triệu thì chỉ còn là 7 triệu thôi. Chương trình thì sẽ diễn ra từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 20 tháng 3. Và nếu như mọi người đang có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm phim cách nhiệt thì có thể ghé đến Nova 4x4 trực tiếp để trải nghiệm sản phẩm. Một vấn đề nữa mà Thoại Nguyễn muốn gửi đến cho quý khách hàng đang xem video này, đó là tại vì là 3M là một thương hiệu cũng khá là lớn. Vì thế nên cái việc mà hàng giả hàng nhái bên ngoài thị trường á nó cũng rất là nhiều á mọi người. Thoại Nguyễn nghĩ là mọi người hãy chọn những cái cơ sở mà nó đủ uy tín để chúng ta có thể giao chiếc xe của chúng ta cho cơ sở đó làm. Và video của Thoại Nguyễn tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.